Chào các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp con ếch này nha. Món đồ chơi huyền thoại hồi học lớp 3 phải. Mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp vừa nhanh vừa dễ. Các bạn nên chọn loại giấy nào được. Có giấy thủ công thì dùng, không thì dùng giấy bờ cũng được. Rồi bắt đầu nha. Đầu tiên đây mình dùng giấy bờ cũng. Mình sẽ xé một tờ. Đầu tiên là các bạn tạo một cái hình vuông nhé, gấp đường chéo này. Cái thủ công vuông sẵn thì các bạn không cần cắt, mình sẽ cắt luôn cả cái phần cửa này. Rồi, theo một cái hình vuông. Rồi, bây giờ gấp hai cái đường chéo để tạo nếp này. Đó, bây giờ các bạn lật ngược cái mặt còn lại lên. Bạn gấp đôi, chiều nào cũng được. Đó. Đó, bây giờ các bạn ấn hai cái chiều này vào, cái chiều các bạn vừa gấp. Đấy, các bạn cầm cái góc như thế này, để các bạn đặt cầm góc này và nó vào, nó thành cái hình như thế này. Cả này hơi khó, bạn nào mà nhỏ tuổi là hơi khó làm nha. Thấy các bạn làm theo các bước để ấn hai bên này bạn. Đấy. Rồi tiếp theo bây giờ sẽ làm phần đầu con ếch nhé. Đầu tiên các bạn gấp cái này vào. Đó. Cái này dễ thôi, tiếp theo gấp tiếp một nếp này vào nữa. Rồi kéo cái đầu này lên, gấp cái này ra. Cho nó xòe cái này ra. Đây, cho nó xòe ra như này. Làm cái chân con ếch. Cái này cũng vậy. Nếu mà bạn lấy tay khó miết quá thì bạn lấy cái thước này, miết nó xuống này cho nó xuống. Rồi tiếp theo các bạn đặt ngược cái mặt này lại. Theo thì làm phần đầu xong, các bạn gấp bên này vào, gấp tiếp bên này vào, lấy cái thước miếng rồi gấp cái này ra, làm phần chân sau. Các bạn thấy này nó hơi vậy. Đấy, nó dài hình con ếch này. Mình sẽ vẽ hai con mắt cho nó đây. Giờ nó giống một ếch. Đây, bây giờ đến phần cho nó nhảy nha. Đây là phần trên các bạn vẽ mắt này, các bạn lật ngược xuống. Các bạn gấp đôi nó lại. Sau cái phần chân sau này,
bạn gấp ngược một nếp này, lấy cái thước bẻ này. Thì các bạn nha, các bạn muốn phần đầu dài thì các bạn rất sát về phần đít, còn không thì các bạn muốn đầu ngắn thì các bạn gấp cao lên đây cái khoảng này. Rồi để chơi cái này thì các bạn lấy cái tay các bạn phẩy vào đây này. Đó, phẩy, các bạn đừng có ấn này thả nha, nó không nhảy đâu. Các bạn phẩy này, lấy ngón tay vẫy vào đây cái là nó nhảy tưng tưng, xem nó có nhảy vào được cái thước này không. Này chú rồi, chúc các bạn làm thành công nha, bye bye, chào các bạn.